Thời điểm cuối năm cũng là lúc hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép diễn ra nhiều. Lực lượng công an vừa phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn. Hồi 14 giờ ngày 17 tháng 12, tại địa phận xã Hưng Lạc, huyện Lạng Giang, tổ công tác do Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-02855 do Lê Văn Hà, sinh năm 1980, ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên điều khiển, phát hiện dưới gầm xe khoảng 60kg pháo nổ. Ngay sau đó, lúc 14 giờ 45 phút tại km 106 quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 98C-16498 do Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1982, ở thôn Núi Thượng, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang điều khiển, phát hiện 15 khối hình hộp khoảng hơn 20kg nghi là pháo nổ, được đối tượng cất giấu dưới gầm xe tải. Quá trình đấu tranh, đối tượng Vân khai nhận các hình khối hộp trên bên trong là pháo nổ được đối tượng mua từ Lạng Sơn đem về Bắc Giang để bán. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường đã bàn giao 2 đối tượng cùng với tang vật cho Công an huyện Lạng Giang xử lý theo thẩm quyền.